Những ngày qua, với tinh thần tương thân tương ái, nhân dân và đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk đã đóng góp công sức đưa hơn 13 tấn rau củ quả đến chi viện cho người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, ở trong các khu vực cách ly phong tỏa, đang ngày đêm phải gồng mình phòng chống đại dịch COVID-19. Tại vùng trồng rau của phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bất chấp thời tiết nắng, mưa, thất thường, các hộ dân, tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm và đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk vẫn chạy đua với thời gian để thu hoạch rau, củ quả. Những thực phẩm này được chuyển đến chia sẻ với người dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương ở trong những khu vực cách ly, phong tỏa. Trời mưa nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để cắt rau cho kịp thời cho xe chuyển đi vô trong vùng dịch để ủng hộ bà con ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng bà con được nhận được cái số rau này để bà con ăn để cho qua khỏi cái mùa dịch. Với sự chung tay của người dân, các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm và đoàn thanh niên công an tỉnh Đắk Lắk, trong 3 ngày vừa qua, hơn 13 tấn rau củ quả đã được chuyển đến tay người dân ở những khu phong tỏa, bếp ăn từ thiện, khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Rồi hỗ trợ trong đó có cải xanh, rau cải, dưa leo, cà pháo để hỗ trợ cho bạn. Người dân thành phố Hồ Chí Minh trong lúc này, hiện nay cái tình hình dịch bệnh như thế thì chúng tôi cũng mong muốn rằng cái sự chia sẻ của chúng tôi sẽ đến với người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hướng tới thì đoàn công an tỉnh cũng đã chỉ đạo là sẽ tiếp tục hỗ trợ phối hợp với các mạnh thường quân để huy động thêm các lực lượng, các loại rau củ quả, rau sạch để gửi thêm cho đầu cầu cho bà con thành phố Hồ Chí Minh để mà giúp bà con dân trải qua cái khó khăn trong mùa dịch COVID-19. Những chuyến xe không chỉ chở nguồn thực phẩm mà còn mang cả những tấm lòng sẻ chia, sự tương thân tương ái của đồng bào và cán bộ công an tỉnh Đắk Lắk đến tiếp sức động viên người dân ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương quyết tâm vượt lên để chiến thắng đại dịch COVID-19.